Xin chào các bạn, lại là Vinh đây. Lại là những món sản phẩm đến từ shop Hai Bánh. Trước mặt các bạn là một chiếc SH nè. Chiếc xe này được độ rất là nhiều đồ chơi nha. Có phụ ô liền nè, có heo rainbow nè, có tay thắng, có cùm tăng, có tất tần tật rất là nhiều thứ chiếc xe. Nhưng chiếc xe đã đẹp rồi thì còn phải đi lại an toàn nữa thì chiếc xe mới thật sự gọi là hoàn hảo. Chính vì vậy mà sau khi đã bị phần vỏ xe, đã chủ xe cảm giác đã mòn quá nhiều rồi, không còn cái tình trạng bám đường gây mất an toàn tham gia lưu thông nữa, và chủ xe đã quyết định đến với shop Hai Bánh để thay một cặp vỏ. Và vỏ xe chủ xe lựa chọn là Pirelli Angel Quitter có size là 180/16 sẽ có giá là 797.000 đồng, còn vỏ sau 120/80/16 sẽ có giá là 899.000 đồng. Bây giờ thì lúc Vinh gia tới đây thì công đoạn tháo bánh trước đã xong rồi, thì chúng ta hãy tạm xem cái công đoạn là thay vỏ sau đi nha. Rồi Vinh sẽ nói về đặc tính của dòng vỏ này và lý do tại sao chủ xe lựa chọn dòng vỏ này cho chiếc xe của mình. Vinh sẽ nói một chút xíu về cái phần vỏ vừa mới tháo ra từ bên trong xe nè. Ở đây Vinh nhận thấy là chiếc vỏ này đã có giá một lỗ đó, và độ mòn của vỏ cũng rất là nhiều rồi nè. Ngoài hai bên đây các bạn thấy sẽ có còn những cái gai gió nè. Nhiều người cứ nghĩ là có gai gió như thế này là vỏ còn rất mới, còn sử dụng được rất là lâu, nhưng mà không nha. Bề mặt tiếp xúc của vỏ xe với mặt đường là nằm ở khoảng này, cho nên cảnh gai gió hai bên đây sẽ không liên quan gì đến vỏ xe cả. Mà chúng ta hãy nhìn vào những cái đường gân bên trong của vỏ nè. Đó, đây là mức là dùng để chỉ mà vỏ xe đã đến tuổi phải thay nè. Độ mòn của vỏ, nếu mà độ mòn xuống tới mức này là phải thay vỏ.
và độ dày của vỏ này cũng còn hơi tương đối là cao, nhưng mà chắc là chủ xe cảm giác được là vỏ xe của mình không còn bám đường tốt nữa, cho nên đã quyết định thôi thì đợi lâu thì bây giờ thay luôn vẫn được. Quyết định của chủ xe lựa chọn cái kiểu gai Encho Scooter này là thật sự đúng đắn cho một dòng xe SH luôn các bạn. Nè, các bạn thấy kiểu dáng gai nè, được thiết kế theo cái kiểu mũi tên là gắn liền nhỏ vào bên trong, chi chít hết cái phần vỏ xe luôn, cho nên rất là đẹp nè, tăng tính thể thao và sự thẩm thấu chiếc xe. Những cái gảnh gió này không chỉ để tượng trưng đẹp cho vui đâu nha, mà những gảnh gió này là dùng để cho vỏ, cho nước luồn lách vào bên trong thoát ra bên ngoài để tăng độ bám đường cho vỏ xe khi đi trong điều kiện thời tiết mưa. Và đối với cái dòng vỏ Pirelli này thì đây là dòng Encho Scooter, thì chữ Encho ở trong ngụ ý của Pirelli chính là chỉ đây là những cái dòng vỏ là dùng cho nhu cầu đi lại ở trong đường phố nè, còn Scooter ở đằng sau đó là chỉ dòng vỏ này là dành cho xe tay ga. Ngoài ra thì thằng Pirelli Encho còn có một dòng nữa, đó chính là City dành cho xe số, thì một chút nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ chúng ta hãy đến với công đoạn gáp vỏ lại lên xe trước đã. Lúc nãy Vinh chưa kịp giới thiệu đến cho các bạn cái phần vỏ trước, thì đây là vỏ trước của xe đã được thay vô nè. Đó, các bạn thấy kiểu dáng gai rất là hầm hố nha, nó bề thế và nó tạo cái sự cân đối với lại cái chiếc SH này. Đó, nhìn kỹ ở đây camera có thể zoom kỹ để cho mọi người thấy cái viền mâm nè. Đối với cái màu sơn bạc này thì để chày một chút xíu là sẽ vô cùng xấu luôn, cho nên với bàn tay tỉ mỉ của những anh thợ bên tại shop hai bánh, họ đã vô vỏ cực kỳ là tỉ mỉ luôn để cho cái phần nước sơn trên mâm được giữ nguyên vẹn cho xe khách. Đó, bây giờ anh camera có thể vừa kéo xa ra để cho mọi người có thể thấy được tổng thể của cặp vỏ này. Với cặp vỏ này cộng với lại hiệu năng và những món đồ chơi trên xe mà vị khách đó đã trang bị, sẽ đem lại cái sự vận hành êm ái nè, cái sự vận hành an toàn và chống trơn trượt trong bất kể điều kiện thời tiết nắng mưa sương hay là gió. Rồi, bên cạnh đó thì có những cái món đồ cũng có bán tại shop hai bánh, như là thảm lót chân dành cho SH nè, sẽ có giá là 75.000 đồng, mắt mèo sau di bắc hoặc là gắn ở dè sau hoặc là phục trước sẽ có giá là 200.000 đồng. Rồi, còn bây giờ như đã hứa, Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về cái dòng vỏ Pirelli Encho City dành cho xe số. Và ở đây còn có những cái dòng vỏ cao cấp khác đồng thương hiệu với lại Pirelli, đó chính là Michelin và Michelin. Thì như đã hứa, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó là dòng Pirelli Encho City. Đây, anh camera có thể zoom lại đây để cho các bạn xem được cái kiểu dáng gai nè. Đây là dòng vỏ dành cho các mẫu xe số nha, đi lại trong thành phố nè, với kiểu dáng gai các bạn thấy đó, đơn giản, đẹp nhưng thể hiện được tính thể thao và tốt khí chất riêng dành cho những cái bạn mà đam mê những cái mẫu xe thể thao nha. Với những đường gân nè kéo dài cực kỳ đẹp, rãnh kéo dài hai bên luôn, đều như thế này nè, sẽ tăng cái độ bám đường cực kỳ tốt cho vỏ xe, nhất là đi trong điều kiện thời tiết mưa, do là những cái rãnh này sẽ thoát nước cực kỳ tốt luôn. Rồi, còn đến với cái dòng tầm trung thì còn có những cái thương hiệu khác như là Dunlop nè, Abira nè. Đây là hai thương hiệu đây.
Còn ở phân khúc bình dân, đối với vỏ dành cho dòng xe SH thì hiện tại shop hai bánh chỉ có là thương hiệu là CMI đến từ Camel thôi. Cái dòng vỏ này có kiểu dáng gai là tương tự như gai zin luôn, phù hợp cho những bạn nào chúng ta muốn hướng tới những cái mẫu vỏ có giá bình dân nè mà kiểu dáng gai vỏ như zin thì Camel này là một lựa chọn vô cùng hợp lý luôn. Và Camel cũng là một trong những thương hiệu nằm trong phân khúc bình dân được shop hai bánh tuyển chọn đem đến sản phẩm chất lượng nhất cho người sử dụng. Ngoài vỏ xe ra thì chúng tôi còn có nhớt và một số phụ tùng nữa. Bây giờ Vinh sẽ lần lượt giới thiệu hết cho các bạn luôn. Thì đối với dòng SH Việt Nam, các bạn thấy chiếc xe đó to lớn bề thế vậy thôi chứ dung tích nhớt của nó chỉ có 800. Và Vinh sẽ chọn ra một số dòng nhớt để giới thiệu đến các bạn. Đây là Motul Cutter Power nè. Dung tích của nó là vừa đúng 800, phù hợp với dòng xe SH Việt Nam luôn. Và với cấp nhớt 40 phù hợp với những bạn chúng ta đi lại trong thành phố và những chuyến đi xa vào cuối tuần thì cấp nhớt 40 này là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Và nhớt này có thể sử dụng là 1.500 km bởi vì nó là nhớt tổng hợp. Rồi nó với giới thiệu về nhớt quá nhiều trong những ngày qua thì bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến là một thứ cũng không thể thiếu nữa để giúp chiếc xe mình giải nhiệt tốt hơn, đó chính là nước mát nè. Đây là nước làm mát đến từ thương hiệu Go Gaisin nè. Nước làm mát này sẽ đem lại khả năng giải nhiệt nhanh hơn nè, chống ăn mòn các chi tiết bên trong của động cơ cực kỳ tốt luôn nha. Đó, đến từ thương hiệu Go Gaisin. Và nếu như chúng ta đã chăm sóc động cơ của chúng ta được mát nè, được ổn định, được mạnh mẽ, được êm ái rồi thì chúng ta không quên chăm sóc cho diện mạo bên ngoài bằng một chai dung dịch là vệ sinh nhựa nhám và vỏ xe của Go Gaisin luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực đồ chơi và những món phụ tùng có thể sử dụng được cho SH. Và ở nơi đây chúng ta có gì nào? Chúng ta sẽ có là lọc gió của DNA dành cho SH Việt Nam nè. Những mẫu lọc gió này sẽ đem lại khả năng làm sạch bụi bẩn đến 99%, cho gió vào bên trong buồng đốt nhiều hơn, giúp xe của chúng ta tăng mã lực. Và đặc biệt nhất của những cái mẫu lọc gió độ này đó chính là thời gian sử dụng gần như là vĩnh viễn theo trọn đời xe luôn. Khi lọc gió chúng ta bị dơ, chỉ cần tháo ra vệ sinh bằng dung dịch dầu chuyên dụng là chúng ta có thể sử dụng lại được. Và cái loại dầu dung dịch chuyên dụng đó để vệ sinh những cái mẫu lọc gió này cũng có bán tại shop hai bánh luôn. Có giá là 550.000 đồng một bộ đến từ thương hiệu K&N. Rồi, tay lọc gió xong rồi thì qua tới cái tủ kế bên luôn đi. Đó, chúng ta sẽ thấy những cái mẫu tay thắng của Racing Boy nè, với rất nhiều màu sắc khác nhau. Đây là những mẫu tay thắng được làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối luôn. Vừa làm đẹp cho chiếc xe mà vừa tăng tính thẩm mỹ cho cái phần ni lông nè. Khi ánh sáng chiếu vào những cái phần nhôm này sẽ lấp lánh lung linh hơn, tạo cho cái sự nổi bật cho cái phần đầu xe của chúng ta, khiến nhiều người phải ngoái nhìn khi chúng ta phải đi trên phố. Và trên tay thắng này còn có một cái núm chỉnh là dùng để chỉnh cái tay thắng xa gần để phù hợp với nhiều người kích thước bàn tay sử dụng nữa, rất là tiện lợi luôn. Đó, anh camera có thể đi theo Vinh một chút xíu qua đây. À, trên đây nè, đây là những cái dòng phuộc của Racing Boy dành cho SH với nhiều phiên bản khác nhau. Có bình dầu trên nè và bình dầu nằm ngang đặt bên dưới. Đó, và những mẫu phuộc này là bằng size với phuộc của SH Việt Nam luôn nha, cho nên sẽ không làm thay đổi trọng tâm của chiếc xe các bạn. Và đặc biệt của những mẫu phuộc Racing Boy được bán tại shop hai bánh là sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một về lỗi của sản phẩm. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng đến trực tiếp shop hai bánh, mua hàng online hoặc muốn được tư vấn gì thêm, liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.